Cô sẽ không có demo line nữa nha. Lớp 06. Main activity nè. Main activity này cô để là relative layout nè. Cái này cô bỏ cái tag này đi nè. Chờ xíu nó bị đơ. Cô bỏ cái tech view này nè nhá. Rồi cô sẽ làm cái anh này là anh main activity. Cô chèn vào đây là một clip view ha. Clip view. Ok. Sau đấy trong main activity thì ta sẽ thêm anh này. Adapter, cô chèn nó copy adapter vào. Copy adapter vào. Ủa. Khoan, ở đâu copy bên này chứ. Adapter nè. Đó nha, có bác còn theo package nè, copy cái adapter này vào. Ctrl V nè. Ok nè. Chưa. Lớp học nè, nó bị lỗi, nó bị sai với cái này tao import lại thôi. Còn lỗi import ở bên này thì còn bỏ hết đi. Đấy, khi copy mà nó gặp lỗi với import các bạn bỏ hết, import lại cái này nè. Đấy. À, tôi chưa có cái layout này, lớp học item chưa có. Lớp học item chưa có thì tôi xong này tôi copy cái lớp học item. Lớp học item. Class layout. Ok. Được chưa? Cô copy lại cái lớp học item nó hết lỗi nè. Thì trong lớp học item thì nó kiểu gì nó cũng thiếu. Thiếu mấy cái hình. Để tôi copy luôn mấy cái hình vào. Edit vào, delete vào. Chưa? Ctrl V. Ok. Đấy, nó sẽ hết lỗi nè. Thấy chưa? Hết lỗi nha. Rồi. Ok. Rồi bây giờ nè, ở trong adapter nè. À, trong cái main activity nè. Các bạn khai vào cái list view nè. List view. Nhớ là dùng file body này, các bạn hay quên cái này lắm. List view bằng file view body. R.id. Chấm list view lớp học. Rồi cô tạo cái adapter. Dữ liệu là lấy ra đây rồi nhá. Giờ cô sẽ bỏ anh này đi. Cô sẽ tạo nó cái adapter. Lớp học adapter. Adapter. Adapter bằng new lớp học. Adapter truyền vào là mainActivity.dit. Dữ liệu ta để là data. Đấy, sau đấy cái listview.set adapter. Đưa cái adapter vào. Ok. Chạy lại nhá. Dữ liệu ta là có cái gì ạ? 04 04 04 07 nó khác cái chữ đằng trước nè. Cái này các bạn không được để trùng nhá, trùng là lỗi ạ. Tức là ID là không được trùng nè. Đấy, chờ xíu nha. Rồi ok. Đúng chưa?
LT04 là UD nè, WD nè và LT507 nè, được chưa? Ok, trả lời được dữ liệu ra nhá. Tức là cái list view các bạn đã làm rồi, các bạn giờ làm lại. Bạn nào chưa làm thì coi lại video cô đã quay rồi, các bạn làm lại. Cô lấy được dữ liệu ra ha, dữ liệu lấy ra đây rồi. À, từ cái SQLite là cái hàm này nè, hàm read all đây nè, là hàm lấy dữ liệu ra. Trong cái hàm read all này nè, là nó lấy dữ liệu ra bằng câu lệnh select sao from nè, được chưa? Đó, đây các bạn mới bắt đầu chạy vòng lặp while để đổ dữ liệu ra nè, và nó trả về cái data dữ liệu nè. Thì nó trả về ở đâu? Nó trả về ở đây, dao.readall nó trả về đây, nó gắn lại cho data. Và khi các bạn đổ cái này thì đổ qua adapter thôi, tức là các bạn chỉ khác cái dữ liệu qua adapter các bạn làm rồi, bây giờ chỉ làm lại nữa thôi, được chưa? Bạn nào chưa làm thì coi lại clip để làm, cái này cô không giảng lại nữa tại vì nó sẽ mất thời gian. Rồi bây giờ cô sẽ tiếp tục nè, cô sẽ làm các bạn nè. Bây giờ cô sẽ thêm vào đây một cái button, ta gọi nó là floating button, floating action button. Cô sẽ thêm một góc bên phải này. Thì bây giờ muốn dùng cái floating action button á, thì các bạn phải cài cho cô một cái gói, gói đấy là gói material. À, cách cài thì có hai cách. Một là các bạn lên mạng, các bạn search cái material, search cái chuỗi, các bạn đưa vào implement ở trong gray này. À, trong gray, build gray app nè. Đây, các bạn implement ở đây. Nếu các bạn mà nhớ cái chuỗi, hoặc là các bạn copy trên mạng, hoặc nếu các bạn không nhớ ha, thì các bạn có thể search ở đây. Các bạn vào file, các bạn chọn project structure, sau đấy các bạn chọn vào dependency, sau đấy chọn vào app, sau đấy các bạn chọn vào cái dấu cộng, chọn library dependency, sau đấy các bạn search cho cô từ material, nhấn search. Nó sẽ hiển thị ra cái anh này, gói của material là anh này. Và các bạn chọn bản nào đó, bản alpha beta, giờ cô chọn bản 1.1.0, ok, được rồi, được chưa? Các bạn ok, nó sẽ cài lên. À, nói tới cái này nó synchronize, nó đào về nè. Và các bạn thấy nó cài xong rồi á, thì cái material nó được có cái chuỗi để implement có đây rồi nè, thấy chưa? Hoặc các bạn lên mạng, các bạn search cái chuỗi này, search các bạn copy vô cũng được luôn. Xong bạn synchronize thì nó cũng đào về, nhấn synchronize là nó sẽ đào về ha. Ok, xong phải cài cái gói này thì các bạn dùng mới dùng được cái floating button và một số cái khác. Sau này các bạn sẽ học nhiều cái, nó hiệu ứng, nó làm cho cái Android đẹp hơn, đúng không ạ? Muốn làm Android đẹp thì ta phải cài cái gói, mấy cái gói mà thêm vào, ta gọi là bên thứ ba thêm vào. Ok, bây giờ trên này các bạn gõ cái chữ là floating button nha, floating action button, floating, sau có hai cái lần là... à, cái này extend, cái này mới đúng là floating action button, enter. Cái này là wrap content, cái này là wrap content. Ok, là cái gói này. Các bạn đặt ID cho nó nha, ID ID floating button insert lớp. Nó nằm ở góc trên cùng là thấy không? Bây giờ các bạn mới cho nó neo ở bên góc bên phải, thì neo ở bên phải nha. Align right to, đẩy ra bên phải và xuống bottom. Align bottom to. Đấy, đẩy phía dưới chưa? Đây. Rồi cô sẽ để một cái padding cho nó. À, cái margin chứ. Margin để khoảng 8 dp cho nó. Đấy, nó nằm đây. Rồi bây giờ thêm cái hình này các bạn. Muốn thêm dấu cộng thì các bạn vào đây, các bạn vào drawable, các bạn click chuột phải, new một cái vector access. Các bạn chọn cái add vào đây cho cô. Thêm cái dấu cộng ha. Đây, cái add nè. Ok, add nè.
Rồi màu trắng nè, tại vì cái này nó sẽ nền đỏ cho nên các bạn chọn màu trắng. Để khoảng 30 hoặc 40 đi, nó bự bự xíu. Được không? Next. Ok, finish. Rồi các bạn add nó vào đây. Add vào floating button. Ở đây các bạn để là src. Rồi bộ add đây. Đấy. Đây ạ, nó bự bự đây. Được chưa? Đấy, rồi. Bây giờ các bạn chạy thử lên, các bạn coi đã có cái hình đấy chưa. Nó sẽ có một cái hình ở góc này. À, với là nó bị đè các bạn ạ. À. Nó bị đè dữ liệu nè. Các bạn đẩy cái list view này lên nhá. Đẩy list view này lên bằng cách là các bạn cho cái list view này ở cái phần là above phía trên. Các bạn để là above. Above. Để cái ID là floating button lớp học. Nó sẽ đẩy lên trên này các bạn. Thấy không? Nó lên trên là thấy không? Nó đẩy lên trên này. Cái list view nó đẩy lên trên nào. Tức là nó không bị cái hình nó đè. Rồi chạy. Đã có chưa? Rồi bây giờ cô sẽ click chuột vào anh này. Nó sẽ mở ra một cái activity đúng không? Để các bạn insert. Được chưa? Click chuột cái này để mở ra một cái activity để các bạn thêm thêm dữ liệu đúng không? Thì bây giờ ta đầu tiên ta phải tạo activity đã. Đấy nha, các bạn tạo cái activity cho cô. Click chuột vào đây nè. Click chuột phải nè. New cái activity nè. Empty nè. Tôi chọn là lớp học insert nha. Lớp insert nè. Được chưa? Đó. Nó sẽ tạo một cái lớp insert đây. Cô để nó linear ha. Linear cho nhanh thôi ha. Linear. Các bạn muốn làm đẹp với các bạn dùng người khác. Orientation là vertical nè. Ở đây các bạn sẽ kéo thả cho nhanh nè. Plain text nè. Thả nè. Mã nè. Cái này là tên nè. Rồi tôi tạo cái button nè. Layout nè. Tạo thêm hai cái button nè. Button nè, button 1 nè, button 2 nè. Đó, xong chưa? Rồi bây giờ qua code, bây giờ cô sửa lại cho nó tử tế nè. Được chưa? Rồi qua code cô sửa nó nhanh hơn. Cái này là tôi để là txt mã lớp. Cái này tôi bỏ đi. Tên name này tôi bỏ đi, thấy không? Đấy các bạn nhìn nhá. Đây. Đấy nên tôi bỏ đi, tôi bỏ cái hình nè. Hình nhập mã lớp. Thấy chưa? Rồi ở đây tôi để là txt tên lớp nè. Bỏ im nó đi. Rồi bỏ cái name nè. Cái này là hình nè. Nhập mã lớp, nhập tên lớp nè. Chưa? Rồi con gánh này nè, nó tôi để là match pattern, tôi để là wrap content nè. Để nó thu ngắn lại. Thu ngắn lại đúng không? Đấy. Câu diện này thu lại button nè. ID là button thêm nè, lớp nè. Button là các bạn. Chuột đâu mất tiêu, thêm mới nè. Chưa? Rồi con cái này ID là button hủy lớp nè. Button này là hủy nè. Chưa? Ok, hoặc là nhập lại đi. Hủy đi, nhập lại đi ha. Nhập lại đúng không? Ok. Nhập lại. Có nút back, nút back. Có nút back cũng được. Thôi cái này nhập lại, con nút back các bạn tính sau đi ha. Là các bạn làm trên cái phần trên á. Okay. Rồi, xong nha. Giao diện xong rồi. À bây giờ bước tiếp theo đó là các bạn làm sao để nhấn nó chạy đúng không? Click chuột vào cái icon này đúng không? Nó nhảy sang cái kia đúng không? Thì bây giờ ta phải khai báo anh này đã. À anh này là floating action button. Được chưa? Floating button insert. Các bạn bắt buộc phải khai báo cái này là tham chiếu file view ID. Các bạn hay quên anh này. Floating button insert lớp. Được chưa?
Rồi bây giờ mình insert nào. Floating button insert chấm set on click listener new on click cái này học thuộc ha. Chưa? Cái này thì phải thuộc lòng rồi. Rồi bây giờ nè, tôi sẽ muốn nhảy sang một activity khác tôi phải tạo cái gì ạ? Chính xác. Intent. Ý sẽ gắn bằng new intent. Được chưa? Cái này là main activity chấm dip, cái kia là lớp insert activity chấm class, đúng rồi. Rồi start activity đưa cái intent vào, được chưa? Rồi chạy lại nè, chạy từ từ thôi, không có bàn lại thấy mệt mỏi đúng không? À, mình chạy lên nó chạy cho đã, con nó chạy cho đã đúng không? Đây. Ok. Ủa? Ấy khoan, cái này tôi chạy của lớp nào nhỉ? 04 đúng rồi. Rồi giờ mới ra nè. Rồi nhấn dấu cộng nè. Được chưa? Rồi, bây giờ nè, nhiệm vụ của cô là cô sẽ nhập dữ liệu vào đây. Xong nó nhấn thêm này, nó sẽ thêm vào đâu ạ? À? Add line đúng không? Ok. Rồi, bây giờ bước 1 nè. À đây, ta sẽ đóng ông này tạm thời đã đây. Bây giờ tôi sẽ lấy dữ liệu cái này, tôi insert xuống nhảy vào. Bước 1 là tôi sẽ phải làm tạo cái gì ạ? Tôi phải tạo cái DAO đúng không? Tôi tạo cái hàm insert đúng không ạ? Đúng không? À, tôi vào cái DAO, tôi tạo cái hàm insert. Ở đây là tôi có cái hàm gì rồi? Đọc rồi. Bây giờ tôi tạo cái hàm create, tôi tạo mới đúng không ạ? Tôi viết cái hàm ở đây. Được chưa? Thì bước 1 nè, là tôi cũng phải tạo cơ sở dữ liệu các bạn nè. Được chưa? Nhưng ở đây tôi không dùng là get readable mà ta dùng get write. Writeable là để ghi, cái trên chỉ đọc thôi, còn cái dưới là cả đọc cả ghi. Writeable, được chưa? Rồi bước thứ hai nè. À, ta thêm dữ liệu, ta có hai cách để thêm. Một là cô dùng câu lệnh insert into để thêm cũng được. Hai là cô ở trong cái SQLite nó sẽ hỗ trợ các bạn một cái gói, một cái class, đó là class là content view để nó chứa cái dữ liệu để insert vào cái SQLite. Thế nên tôi khai vào cái content view. Content value. Value sẽ gắn bằng new content value. Chưa? Rồi tôi mới put dữ liệu vào value. Rồi bây giờ put cái gì nào? Đối số thứ nhất sẽ là key. Bây giờ key nó sẽ phải trùng với cột. Nếu tôi put dữ liệu vào cột là mã lớp thì cái chỗ key đấy nó phải là mã lớp, nó phải trùng, nếu không trùng nó lỗi. Và cái thứ hai nữa là cái value, cái giá trị tôi để add vào. Hiện tại giá trị này có không ạ? Ở đây là không thấy có rồi đó. Tôi làm sao lấy cái mã lớp ở đâu ạ? Theo các bạn, nếu bây giờ tôi không có mã lớp ở trong cái hàm này, tôi phải làm sao ạ? Bây giờ cái này tôi phải truyền cái mã lớp à? Nhưng mã lớp này có không ạ? Ở đâu ra? Bây giờ không có tôi phải làm sao? Không, không ảnh sáng được. Cái này là một cái class bình thường mà. Làm sao ảnh sáng cái gì bây giờ? Tôi phải làm sao? Lấy ở đâu? Lấy mã lớp ở đâu? Theo các bạn, ai nói được? Lấy mã lớp ở đâu bây giờ? Bây giờ nha, bây giờ nè. Nếu mà lấy cái mã lớp thì tôi chỉ lấy được bên này thôi, đúng không? Tại vì tôi tham chiếu với cái hàm giao diện á, tôi nhập mã ở đây, tôi nhập tên ở đây thì tôi mới chỉ lấy được ở trên cái activity thôi chứ. Cái hàm DAO này tôi lấy bằng cách nào? Ai có ý kiến chỗ này? Hàm DAO lấy bằng cách nào? Bình thường cái này có context không? Lấy đâu ra một class bình thường để lấy đâu ra context? Thì tôi lấy context bằng cách nào? Cái này làm gì có context? Tôi lấy context bằng cách nào? Tôi phải truyền nó vào thôi.
Chưa, nó bảo đổi số thôi chứ có gì đâu. Bây giờ làm gì có ở đây? Không có tôi biết làm, người ta truyền đổi số thôi. Con đổi số thì truyền khi nào gọi nó tôi sẽ truyền. Hiểu không? Khi nào tôi gọi nó tôi sẽ truyền nó. Hiểu không? Bây giờ tôi đang định nghĩa nó mà chưa có, không có thì tôi phải truyền nó vào lớp học, tôi truyền ngay cả lớp học luôn lớp. Thì bây giờ có phải là tôi lấy mã lớp, tôi lấy bằng cách là lớp chấm gì ạ? Get mã đúng không? Tôi truyền hẳn cái mã lớp, hẳn một cái object là lớp vào mà, đúng không? Rồi, value.put tôi truyền cái gì đây? Key của ta sẽ là tên lớp. Đây là tên lớp. Cái này là lớp.get tên lớp. Rồi, sau đó tôi sẽ insert cái này vào DB. DB.insert. Đối số của tôi sẽ là tên của bảng. Tên bảng thì các bạn phải đặt trùng tên với bảng ở đây. Không trùng là nó lỗi nha. Rồi, đối số thứ hai nó là cái column head. Cái này các bạn để null. Đối số thứ ba là cái value. Được chưa? Rồi là xong. Hàm insert như vậy là đã viết xong. Bây giờ ta viết hàm insert nha, ta dùng cái hàm này nè các bạn nhìn nè. Dùng cái hàm này thì ta phải dùng ở đây thôi. Giao diện này, cái này mới là cái giao diện ta cần tương tác mà đúng không? Bây giờ ta coi nè, ta có mấy thành phần cần lấy nè. 1, 2, 3, 4. 2 edit text và 2 cái button. Và ta sẽ khai báo 2 edit text, edit text và button. Edit text mã, edit text tên. Rồi button. Button thêm, button nhập lại. Đúng không? Rồi ta cũng vậy thôi, edit text mã. Cái này các bạn hay quên nè. File viewer.id.txt mã lớp. Copy thôi nha, 4 đồng chí tôi copy nè. 2, 3, 4. Cái này là edit text tên. Cái này edit text tên. Cái này là butter thêm. Nhập lại thì cái này phải là butter nữa. Hủy. Cái này là butter thêm. Cái này là button thêm. Ok. Rồi. Bây giờ tôi on click chuột nha, tôi có button thêm. Chấm set on click listener, new on click listener. Rồi. Tôi lấy giá trị của hai ông này. Tôi để string mã gắn bằng edit text mã chấm get text chấm to string. Rồi anh này, cái này là tên, cái này là edit text tên, được chưa? Sau đấy tôi mới, tại vì cái anh này ấy là anh ấy nhận là một cái object lớp học, cho nên tôi muốn truyền vào thì tôi phải truyền object lớp học. Thì bây giờ tôi tạo một object lớp học thôi. Lớp học, lớp sẽ gắn bằng new lớp học, truyền mã tên vào, cái này là constructor nha. Rồi bây giờ tôi mới gọi là db. À quên, DAO có chưa? Ồ, chưa có DAO thì ta phải khai báo DAO thôi. Lớp học DAO. DAO. Lớp DAO chứ. DAO. Đúng không? Ta phải khai báo ông DAO đây. DAO gắn bằng gì ạ? New lớp DAO. Truyền cái context vào. Context của ta là gì? Lớp insert. Activity chấm. Deep. Ok chưa? Rồi, bây giờ là ta chỉ có DAO chấm insert thôi là xong. Ủa? Insert. À, create chứ, xin lỗi. Create, truyền cái lớp vào. Xong chưa? Khi nó xong rồi tôi đóng cái này lại. Tôi dùng cái finish, tôi đóng nó lại. Finish. Được chưa? Rồi, bây giờ chạy thử nè. Hàm này rất đơn giản luôn. Được chưa? Chạy thử nha, xem nó đã vào chưa nha. Các bạn cố gắng coi hết clip nha. Tại vì cô giảng từng bước một. Có những cái cô sửa xong rồi các bạn coi không hết, không sửa. Thế là nó lỗi.
Là coi không hết. Rồi bây giờ có thêm cái nào, có thêm 1111 nha. 1111111 thêm mới. Nó thêm xong nó đóng luôn nhưng mà có vô không ạ? À nó vô rồi đấy, nhưng mà sao ạ? À chưa sâu ra, chạy lại nó ra nè, chạy lại nhá. Chạy lại nó ra. Chờ xíu. Ra chưa? Có rồi. Đấy chưa? Có rồi. Nó vô được rồi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi tôi đóng tôi muốn cái này nó refresh lại cơ. Hiểu không? Thì mới đúng. Cái này mặc dù nó thêm vào nó chưa refresh, nó sâu chưa sâu ra là chưa đúng. Nó vẫn còn thiếu. À bây giờ muốn refresh ta phải làm sao? Các bạn nhìn nè. Muốn refresh thì ta phải refresh ở trong main. Cái này là main mà. Đúng không? Anh này là main. Ta vào cái main activity nè. Đây. À, thứ nhất là ta phải refresh lại anh adapter nè. Xong rồi ta phải refresh lấy lại dữ liệu, load lại dữ liệu ra nè. Nhưng mà lưu ý nè. Code để lấy lại dữ liệu không được đặt trong on create, bởi vì như sau. Khi các bạn vào cái trang này, từ trang này các bạn nhảy sang cái trang insert, thì cái trang main này nó đang ở chế độ on pause, tức là tạm nghỉ. À đúng rồi, tôi back lại thì nó sẽ phải gọi on resume. Cho nên là tôi sẽ phải viết code ở trong on resume. Hiểu không ạ? Đấy, còn on create này lưu ý là nó chỉ chạy duy nhất một lần thôi. Được chưa? Đấy, các bạn lưu ý chỗ này cho cô. Đấy. On resume, viết ở trong on resume. Bước 1 nè, tôi sẽ clear hết cái data này. Dữ liệu tôi xóa hết, clear, chấm clear. Xong rồi tôi add lại dữ liệu data chấm add on. Đấy, down chấm read on, add lại dữ liệu. Xong rồi cái adapter này nè, tôi sẽ phải refresh lại. Notify data set trên. Rồi chạy lại nhá. Nhìn nha. Add nào. Cái này 22 nha. Cái này dữ liệu rắc rác này bữa nào tôi xóa. Thêm mới nè. Có chưa? Có 22 chưa? Được chưa? Ok chưa? Rồi, thêm một cái nữa nè. Khi insert vào tôi muốn báo nó là thành công hay là thất bại, tôi phải có cái tot ra, đúng không? Thì tôi sẽ sửa lại một chút nha. Trong hàm down đây nè, tôi sẽ ở đây tôi thể là return, tôi thể để long nè, row gắn bằng cái này. Xong tôi return. Nếu row này mà lớn không thì nó thành công. Row lớn hơn không. Cái này các bạn để lại cho tôi là bullet. Tức là cái biểu thức so sánh này row lớn không. Nếu mà row lớn không thì nó trả về true. Còn ngược lại nó sẽ trả về là false, đúng không? Đúng không? Có hiểu nghe cái này không? Nó là một cái biểu thức mà. Rồi ở trong cái này tôi sẽ check một cái là nếu if, nếu cái down này mà true thì tôi sẽ tot ra thông báo. Tot ra thông báo chấm make. Context là gì ạ? Love insert chấm dit. Thông báo là thêm mới thành, thêm dữ liệu thành công. Được chưa? Rồi phải tot chấm gì ạ? Len long chấm so. Rồi giờ finish tôi đưa vào đây. Khi nào nó thành công tôi mới finish, còn thất bại tôi không có finish. Còn ngược lại thì sao ạ? Báo là thất bại nha. Cái này cô để chữ thất bại.
Thất bại mẹ thành công mà thất bại 999 lần thì cố gắng làm tròn lên 100 lần nha các bạn. Thất bại hoài. Cố gắng làm tròn số nha. Ok, rồi bây giờ test nha. Rồi các bạn test thử nè. Giả sử như cô thêm như này chắc chắn thất bại nè, 2 số 1 nè. Chắc chắn là thất bại tại vì nó sao ạ? Nó bị trùng khóa đúng không? 2 số 1 nè. Thêm 10 cái. Thất bại chưa? Thất bại chưa? Thất bại ngay. Rồi bây giờ tôi sẽ để cái này là 1, 2, 3 đi ha. Thêm 10 nè. Thành công chưa? Ok. Ok chưa? Nó trùng từ khóa là nó trùng cái khóa chính là nó sẽ thất bại ngay. Ok chưa? Rồi xong. Đấy. Demo vậy thôi.